Ngày 29 tháng 10 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022. Cuộc thi do công ty Q Talent và Viện Thẩm mỹ Annie phối hợp tổ chức là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam mà top 5 đều có quyền đại diện Việt Nam tranh tài với các quốc gia khác tại 5 đấu trường sắc đẹp lớn và uy tín. Tham dự chung khảo năm 2022 là nhan sắc của 60 thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước. Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2022. Ban tổ chức chương trình đã giới thiệu chiếc phương miện đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Ngọc Châu Âu.